trên tay cháu Lực thì đang cầm những cái cốc, những cái ly mật ong mà vừa rồi cháu Lực rót ra, thì cô bác cũng đã cảm nhận được là cái vị đặc sánh của mật ong là như thế nào. Đấy, còn ở phần bên này là mật ong khoái rừng cô bác này. Đấy, mật ong khoái rừng thì bà con phải đi lên trên tít rừng già khai thác về thì mới có được cô bác. Đấy, còn ở phía bên này là chè cô bác này. Cô bác nhìn cái màu chè thì một màu vàng rất là đẹp luôn cô bác. Bên này là mật ong bạc hà, là mật ong rừng và mật ong khoái rừng. Kèm theo đó thì cháu Lực cũng có cái măng trúc rừng này cô bác. Măng trúc này thì được bà con đi trên rừng già khai thác về mới có. Ở phần bên này thì mảng Tây Bắc thì mới có măng này cô bác ạ. Đấy, ở bên kia là cái gói chè mà cổ thụ San Tuyết Hà Giang cô bác. Cháu Lực xin mến chào quý ông bà cô chú anh chị. Chào mừng quý ông bà cô chú anh chị đã quay trở lại với nội dung mới trên kênh Bản Em. Một ngày mới cho tất cả quý ông bà cô chú anh chị thật nhiều niềm vui trong cuộc sống. Cháu Sự xin kính chào quý ông bà cô chú anh chị. Cháu Hải xin mến chào quý ông bà cô chú anh chị ạ. Đấy, thưa các bác, hôm nay thì cháu Lực có nhận được một cái phần quà là hai chị Nguyệt Thí. Hai chị có mong muốn rằng là trước khi đi vào tân gia thì muốn sắm sửa cho em Sử với em Hải với ông nữa thêm 1-2 bộ quần áo để trong máy nữa đến ngày tân gia, còn có cái áo mới, còn cả áo mới để mà mặc cô bác ạ. Đấy, hôm nay thì anh nhận được một phần quà là của hai chị Nguyệt Thúy. Chị bảo anh đưa hai em với lại ông là đi chợ mua quần áo, mua quần áo để mấy đứa mình đi vào tân gia ấy. Đấy, quần áo này là quần áo có thể là quần áo này quần vải nhá. Đấy, quần vải với lại áo dài tay. Đấy, kể cả em Hải cũng thế. Đấy, ông thì vừa rồi thưa cô bác là ra đây rồi, uống nước xong rồi ông thì ra chợ trước rồi cô bác. Thì có cái đấy là ông đi ra mua đồ gì trước ấy, thành ra là bây giờ mấy anh em sẽ phải đi vào tìm ông một chút. Còn bây giờ thì xin mời tất cả quý ông bà cô chú anh chị theo dõi hết video ạ, cùng cháu Lực đi đưa các em đi sắm sửa thêm quần áo để mà tân gia cô bác nhé. Đấy, đi đi. Đấy, cái phần quà này thì là hai chị Nguyệt Thúy có gửi cho cháu Lực từ phải nói là từ độ 2-3 tuần về trước rồi cô bác. Đấy, nhưng mà do là chưa có đến ngày chợ cũng lại chưa có thời gian gọi là như rảnh rảnh như bây giờ các bác thì mới đi sắm được. Đấy, hôm nay thì một ngày chợ phải nói là khá là đông đúc của bác ạ. Ơi Sử đợi nhau nha, đi nhanh quá. Đấy, phiên chợ này thì cháu Lực cũng đã ghi hình lên rất là nhiều lần rồi các bác. Phiên chợ này bà con chỉ họp là một tuần là một lần thôi, họp vào đúng ngày chủ nhật thôi cô bác ạ. Đấy, cho nên là tất cả bà con ở trong các thôn sẽ lên mua đủ cũng như là mua thịt thà để mà dự trữ thức ăn trong tuần luôn đấy cô bác. Vậy có lẽ là bây giờ là không biết là ông là đi đâu cô bác, phải đi xem ông đã. Sứ ơi, Hải ơi, bây giờ là anh em mình phải đi ông xem ông đã, xem ông là đang ở đâu. Thế mọi lần ông vào là ông hay đi vào chỗ nào nhất? Vấn đề à? Đấy, thưa các bác, rất là lâu rồi thì mới gặp lại anh Thanh các bác. Anh đi chợ à? Này đi chợ. Vâng, đưa cả vợ hay là mình anh? Vợ đi mà. Thế thì anh đi chợ nhá, em lên trên một tí đây. Ông phải nói là ông thì không có điện thoại của bác, thành ra là mấy anh em là phải đi tìm. Cái khu chợ này thì nó cũng không có lớn bao nhiêu cả, cho nên là những chỗ mà ông hay đi ấy thì em đi vừa đi xem là ông có ở đấy không. Thế mọi lần là ông hay đi vào đâu? Hello. Anh à? Chào nhá. Anh. Vậy ở chợ này thì tất cả những thứ mà bà con bày bán thì hoàn toàn là từ trên bản xuống ra cô bác ạ. Trừ những cái bánh kẹo này, xong là những bộ quần áo thì có thể là từ dưới xuôi lên. Ông thì hay đi đâu? Nào mà tìm thấy ông thì bảo nhá, Sử nhá. Hôm nay thì có vẻ như là đông người hơn các bác ạ. Trời ấm ấm cúng hơn cho nên là đông người hơn rất là nhiều.
Ở chợ này thì tất cả hoàn toàn là đều là bà con dân tộc Nùng, đa số là chủ yếu không bác? Có thấy ông không? Ông đâu? Ôi, ông đã đi vào và ăn cho mình luôn một bát phở rồi các bác ạ. Đấy, có thể là đi vào là ăn phở cùng ông đó. Đấy, mấy anh em đi ăn sáng đó các bác, tại mấy anh em dậy thì cũng chưa có ăn gì hết cả. Ô à, cương quá bác. Dê, thôi mà thả làn đi. Tôi già cũng mệt. Ồ, vậy bác đi thao nó. Đấy, ông thì vừa bảo là đói rồi cô bác ạ. Đấy, cương thì mới đi làm về à? Hả? Đấy, cũng khá là lâu rồi chưa có sự xuất hiện của em Cương quá. À, thưa cô bác, em Cương thì đi làm từ lúc mà vừa mới làm nhà xong. Đấy, cái khoản mà làm nhà ấy thì cũng được là cháu được hỗ trợ của em Cương là 40 triệu. Đấy, nhưng mà do em Cương là không ở thì nha, cháu Lực chưa có đi công khai tài chính được. Còn như Tân Gia của nhà em Cương ấy, thì là có bà bảo là ngày mai à? Cái ngày mai là Tân Gia đúng không? Thế Tân Gia xong lại về à? Lại đi làm à? Thế đi làm này một tháng được bao tiền? Làm cho cô em cũng chưa biết. Hả? À, làm chưa đủ chưa biết à? Có sợ bị người ta lừa không? Không. Không à? À, thế thì Cương gửi một lời chào tới các ông bà đi. Cháu Cương xin mến chào quý ông bà, cô chú, anh chị. À, Sử đi gọi là 4 bát phở đi. Thế đi làm dưới kia thì có ổn không? Có. Có à. Đấy, bây giờ thì em Cương còn cái khoản lái, khoản tiền ngân hàng của bác. Cái khoản tiền của bác thì em Cương đi làm để mà lấy tiền về mà đóng tiền gốc cũng như là cái tiền lái của gia đình em Cương. Đấy thì Cương ăn đi. Đấy. Em đi làm lâu chưa? Em đi làm 2-3 tháng. Làm nhiều tiền, nhiều máy gì, nhiều nhà ấy. Giờ em chưa biết. Chưa được tháng à? Chưa. Được tháng mới được à? Đấy, còn vừa đợi một chút thì mấy anh em cũng đã có phở rồi các bác ạ. Cái phở này thì hầu như là tuần nào hả? Được đi trước tiên thì cũng đưa các em là đi ăn phở trước. Đấy, hôm nay thì sẽ đi ăn phở trước xong rồi một tí nữa thì đi mua đồ sau. Đấy, bây giờ thì cháu Lực cũng xin mời tất cả quý ông bà cô chú anh chị là cùng mấy anh em ăn phở của bác nhé. Ông thì đã ăn xong rồi, đã hút thuốc rồi các bác ạ. Ông ấy vừa rồi ngồi kia bảo là đói quá rồi. Cháu Hải Nhi, quý ông bà, cô chú, anh chị, mời mấy anh ăn phở. Cháu Sử mời quý ông bà, cô chú, anh chị ăn phở với anh em. Để chanh chưa? Đấy, lát thêm tí chanh vào. Em ăn xong rồi không á? Cháu Lực bảo là mua quần áo phổ thông cho ông ấy các bác, nhưng mà ông không có chịu. Ông bảo là mua quần áo biết con vừa né chứ? Cái nhà khẩu này ông chị cung à? Ông ăn đi. Đây cháu làm lúc chay đã. Hả? Ở đây thì ông chỉ là mặc những cái bộ quần áo mà truyền thống dân tộc Nùng thôi các bác, à dân tộc Mông thôi các bác ạ. Ông tư cung hà luôn. Nên nó lúc chay thì nó một tí. Thế ông là đã từng bao giờ mặc những cái quần áo mà giống như này chưa? Chưa. Chưa à? Ừ. Là ông chỉ mặc cái bộ này thôi à? Dạ. Này bố cờ rồi má? Ừ. Áo cờ à? Hả? À, thế là một bộ khá là đắt đấy cô bác, rơi vào là 300 ngàn. Đấy, ông thì
mặc áo truyền thống dân tộc mà mong luôn các bác, rất là mong hai chị là Nguyệt Thí sẽ thông cảm cho ông. Tư này mê rẻ, các hồ hòa. Thế là ông là mua quần áo là số bà là thường xuyên các bác ạ. Bà hóc cả từ phù mèo khái chứ. Bây giờ thì để ông chọn cho các bác ạ. Chắc lực nhìn thấy túi của ông thì khá là lâu rồi, có thể là... Nè, dê tôi cứ ăn, nè ăn được không ạ? Ê, ăn được không ạ? Sao cứ giờ à? Nãy cô bà câu ra. Ở đây thì bà là bớt cho ông 10.000 của bác ạ. Vậy thế là đây này là chết tim nổ. Thế này là cô bà câu nổ. Thế là 300 360. Gửi cho bà là 360 đó. Thế bây giờ ông còn đi mua cái gì không? Ông còn mua cái gì nữa không bây giờ? Nó mới rất càng bé dẹp mà nè. Hả? Ông ai tốt hồng tiếp bóng nào, bố mới hồng tiếp bóng á, tầm á. Đây. Gấp ra, xử gấp cho ông để vào túi bóng đi. Rồi, ở đây thì là quần áo này thì đến ngày tân gia thì ông sẽ mặc các bác. Có bác khẩn thân màu còn đúng không chứ? Có bác thiên khẩn thân màu không? Đây, để vào đây cho. Tăng đứng màu đó. Tăng đứng màu cái bóng đó hả? Chắc tăng đứng màu thế hả? Con đã chín tăng đứng màu hả? Con đã không đây. Bà thu không đây. Con đã đi chứ. Dè nưng, dè bị tước, đóng lúc chịu nó cùng thứ à? Tước làm sao? Thưa các bác, ông thì bảo đi mua thì đi mua áo tập kinh ấy, nhưng mà ông là không có mua các bác, ông chỉ là mua dân tộc Nùng thôi. Này dè, đang nè. Đang nữa nè. Thế thì bây giờ để ông ở đây mua thì cháu được xé đưa em Sử với lại em Hải đi mua. Má xưa rồi má. Anh nhìn xưa này. Đúng không? Eo lắm luôn với nhau. Ê, bây giờ thì mấy anh em xé vòng ra kia là để mua luôn các bác ạ. Bây giờ ông thì ông không có mặc những cái bộ quần áo mà ở phía gian hàng ở chợ thì ông sẽ mua quần áo đồng bào dân tộc Mông để ông mặc, ông dự trong ngày tân gia của bác. Cái phần quà này thì tất cả là hai phần quà thì tất cả đều được hai chị là Nguyệt Thí. Không biết là hôm nay là gian hàng của bà con thì có bán cái gì, cái đặc sản gì không các bác ạ? Chợ hôm nay khá là đông đúc của bác ạ. Chợ hôm nay ấy, có vẻ là nhộn nhịp lên rất là nhiều. Mức khai cao như gì? Ở đây thì bà con bán là sắn luôn được các bác. Nếu có HP nào. Đúng quá. Sắn này thì là bà con bán để cho lợn đúng không? Sắn cho anh ta là HP nào. Sứ ơi. Từ từ ra đây đã. Anh nhớ mua ít gừng đã. Thì anh mua ít gừng đã. Mua. Thế tại vì là mùa này của bác này. Em chịu rồi, 80.000 lấy hàng kia chứ hàng này em không bán đâu.
xin rất là khái lắm á. Thành là ô lắm. Cái gầm này thì là bà con tự chống của bác. Áo phát ca trẻ em đấy. Mày cờ tầm mát nè. Không hổ bác. Đây chàng cha. Chàng cha ở khó nè. Chàng đoán á. Chị bác. Ở đây thì cũng là trẻ sa tiết của thủ đô của bác này. Bà con là tự đi đi hái về xong là tự sao tất cả mọi cái là làm bằng thủ công hết cô bác, cho nên là cái vị chè, cái màu chè rất là đẹp và rất là ngon cô bác ạ. Hôm nay thì cho lực ra đây khá là muộn rồi cô bác, thành ra là bà con là bán gần xong rồi. Thôi được mát. Tiếp rồi. Sử công danh nhé, sử công danh nhé. Hải đi trước đấy. Ở đây thì Tuấn Lực nhìn thấy là bà con là bán cả củ cải rất là to đúng không bác ạ. Hôm nay thì phải nói khá là đáng tiếc của bác, khi ra khá là muộn thì ra là không có mua được gì nữa rồi. Hả? À? Vâng. Lấy cho đứa này à hay vâng. Đứa này? Lấy cho hai anh em mình luôn. Lấy quần vải hay quần bò cô? Quần vải đấy ạ. Quần vải á? Vâng. Lấy quần vải. Sử bây giờ quần chọn đi. Đấy, cho Sử là tự chọn luôn đấy. Hải chọn đi. Chọn mỗi người là hai bộ nhá. Ừ. Ông thì bảo là ông lấy hai bộ nhưng mà ông chỉ có lấy một bộ đâu các bác. Ông bảo không lấy, con lấy hai bộ. Đấy, vì ông bảo sợ tốn tiền nhiều ấy. Cho em cả cái áo sơ mi nữa. Áo sơ mi đấy. Mày nữa đến Tân Gia nhà ấy thì mặc áo sơ mi làm gì. Đây đi ra kia cô chọn cái quần đi. Ở đây thì là các em có cũng có quần áo thì cũng có rất là nhiều rồi, các bác gửi cho rất là nhiều rồi. Ở đây là cái phần quà mà hai chị là Nguyệt Thúy gửi cho tới cho hai anh em để cho hai anh em mua áo mới vào Tân Gia các bác ạ. Ở nhà em Hải thì bên xếp sử thì bây giờ cũng đã đến ngày Tân Gia rồi. Đấy, bây giờ có lực lắp cửa sổ vào nữa thì là xong rồi. Vừa chưa? Hả? Thế nào? Cô lấy cho cháu hai cái quần số 24 đi. Ở đây thì cháu Lực nhìn thấy là cái cách mà bà con đi thử quần áo ấy thì là để trên cổ đúng không cô? Vòng qua cổ này, nếu mà vòng kít vào cái cổ là nó sẽ bằng một vòng cái vòng eo của mình luôn cô ạ. Cô bán quen rồi nên là cũng nhìn rồi biết mà. Vâng. Bán cho toàn người quen đấy, bà con nghèo cô mà nát đầu. Vâng. Cô phải mua mãi vào cô mới. Vâng. Đấy, lấy quần này như thế này cũng đẹp này. Đấy, okay. Sử đi, đã chọn được chưa? Chọn được rồi ạ. Chưa được, chọn được rồi à? Vâng. Được hai cái rồi đúng không? Vâng. Chọn ký chưa? Chắc vừa rồi. Chắc là vừa rồi á? Vâng. Ướm qua đây nào, đây xem này. Ôi, anh này hơi chật rồi đấy. Hơi chật rồi. Nhưng mà em thấy lại không hơi chậm một tí rồi. Nó mặc số 28 là mà vừa. Số 28 là vừa đúng không? Vâng. Nó mặc quen rồi. Vâng. Đấy, bây giờ thì đi chọn thêm hai cái áo nữa không bác? Áo này là chọn là đến Tân Gia là mặc nhá. Vâng. Anh chọn áo trắng đi, một cái là trắng nhá. Vâng. Một cái là màu khác nhá. Vâng. Đấy, có thể là như này cũng được. Cô ơi, có loại áo nhỏ như loại này không? Vâng. Đây này, đây con cái. To. To à? Đây không chọn màu đen vâng. Đây bây giờ thì hai anh em là tự lựa đi. Cô thì đang đi xuống nhà để mà cô
lấy thêm hàng đấy cô bác ạ. Hải chọn được chưa? Một cái màu đen à? Vừa chưa? Vừa đúng không? Chọn đi, xem là cái nào đẹp hơn thì lại lấy thêm cái đấy. Áo này được không? Áo này được không? Đó. Nhưng mà một nửa ấy, một nửa này được không? Xem là nào. Thì giáo lực cũng đã đưa các em đi mua quần áo khá là nhiều lần rồi các bác ạ, cho nên là bây giờ các em bớt đi ngại ngùng một chút thôi. Đợt nọ mà phải nói là khi mà giáo lực vừa mới gặp các em thì để đi mua quần áo này các em rất là ngại ngùng, như hiểu rất là tự ti các bác, được chưa? Được. Lấy luôn một nơi hải xứ này, lấy luôn thêm một cái này để cho nó bằng đồ đôi giống như của em đi. Đây có to quá không Hải ơi? Vừa thôi à? Ừ. Lấy hai cái áo màu đen với lại thêm là hai cái áo màu trắng nữa. Thử xem vừa chưa? Vừa. Vừa rồi à? Nhưng mà áo này to. Thò áo ra thì vừa rồi. Đúng rồi. Hơi to đúng không? Vâng. Đâu mùa này thì khá là lạnh cho nên là hai anh em mặc áo phông này thì kèm theo là mặc cái kia áo nữa đi đấy, mặc cái áo len đấy, thế này xong mặc cái áo len thêm một cái nữa. Áo len này đây Hải ơi, tìm thế nào có không đây, lấy nguyên cái áo len thôi để làm sao mình mặc đây này, bên này này, đây bên này này, đấy nó không có múa ấy. Thì lần sau mình mặc thì nó mới mặc được thêm áo kia. Hải đâu rồi? Hải đâu nhỉ? Không biết là con số bé của Hải. Đây này, sửa đây này. Đây này. Đấy, cái áo này này. Đấy, lấy cái áo này này. Lấy cái áo này rồi sau này mình mặc thêm một cái áo phong ở ngoài nữa. Áo dài tay á. Này Hải ơi. Hải. Hải ơi, ở đây chọn đi Hải ơi. Đấy là của con trai, đây là... Vừa như là hơi dài đúng không? Thế thì Hải mặc thử xem nào. Đây em ơi, áo trắng này mặc áo xịn đấy. Có một cái nhỏ, một cái to không? Hai anh em vừa cái này ạ. Hả? Cái này được chưa? Ưng chưa? Đúng rồi. Ưng rồi đúng không? Rồi. 7. 7. 7 thì đi chợ này. Ra đây chú bảo, ra đây. Ra đây chú bảo. Đây các chú đang làm chuyện gì ạ? Đây các chú mua quần áo mới cho. Quần áo mới không nào, chú mua cho đâu rồi? Hả? Hả? Ra đây chú bảo. Ở nhà á? Sao lại không đem đi theo để mặc? Ủng đâu rồi, nó chú mua cho tất đâu rồi? Để nhà hết à? À thế gửi một lời chào tới các ông bà đi. Rồi. Cái 7 thì rất là ngoan các bác ạ, một em bé. Đấy, và qua cái thước phim này thì cho cũng cho cháu lực xin của hai chị Nguyệt Thúy thêm là một bộ áo để cho bé Mẩy hai chị nhá. Nếu mà anh chị đây ở đây thì hiện tại là cháu Lực chưa nói với hai chị, nhưng mà cháu Lực sẽ điện thoại và nói với hai chị sau.
Cô ơi, có cái áo trẻ con này không? Cho một bộ không? Đây, đúng rồi, cái trên này. Đây, cái đây đúng vừa. Cái nhà chấm mà lâu lá sắp cua ra cho nè dưới lá cầm à. Đâu, đứa này em lấy bộ hay là lấy áo hay lấy gì? Lấy bộ đi chị ạ. Là lấy chấm mông à. Xong rồi à? Xong rồi. Quân à? Hả? Bị chật thằng. Chị này. Lấy bộ có khóa. Ừ, lấy bộ này thôi. Phải nhả luôn nè. Anh thì chị thử luôn cho em ấy. À lộn, xử làm anh thì thử luôn. Vừa nói chị làm anh thì thử luôn đúng không? Sử có mua cái này về không? Không. Mua về cho người yêu. Có mua này không? Có không? Còn không? Sử, quần lót này còn không? Còn xịp. Còn lấy không? Còn không? Đây, để vào đây này. Mua về tặng vợ. Mua về để đấy, xong rồi lúc nào có vợ thì tặng vợ. Đấy, đẹp chưa? Ô, chiều các bác ạ, mặt nó đỏ rồi. Đẹp chưa? Ôi. Những câu à? Đẹp chưa? Nào, quần nào? Cái quần kia ra đã mặc. Bỏ váy, bỏ váy là được, có thể là mặc hai quần cho đỡ lạnh. Lấy nó thôi, lấy lại tắt này. Lấy lại tắt sai, lấy nó chứa. Theo bố mẹ đi ra chợ phiên của bác ạ. Lắp gì đó? Vừa chưa Hải? Vừa hết rồi đúng không? Đây, người ta đúng là mặc quần áo xong là nhìn là khác hẳn luôn các bác ạ. Nào bảy ra đây, ra đây chú Bảo. Không như ra đây chú Bảo. Ra đây. Ra đây chú Bảo. Rồi. Bỏ ra. Nào bây giờ thì khoanh tay vào. Khoanh. Con cảm ơn hai bà. Rồi. Đấy, bé bảy thì bé bảy thì rất là ngoan các bác ạ. Năm nay thì được 4 tuổi rồi. Đây, hôm nọ thì rất là tội các bác, hôm nọ thì là đi theo em Hải đi lấy ong, đi chăn trâu ấy bị ong đốt là tận là rất là nhiều phát, rất là nhiều phát là không nhớ các bác ạ, đi dưới tận là bệnh viện Hà Nội luôn thì mới khỏi được. Đây, bây giờ thì cứ cầm quần áo cho em nhé. Vâng. Cô ơi, cháu gửi tiền đấy. Vâng. Vâng. Thế thì tính tổng thể tất cả luôn. Đây đây. Cặp bập bông à, đang để ta hả? Đấy, sinh rồi nhà, sinh không? Hả? Sinh không? Sinh à? Sinh rồi. Rồi. À? À, vâng. Suốt ngày phải quần áo với khăn mặt suốt đấy. Vâng. Bây giờ thì cũng gọi là đủ đủ. Rồi. Vâng. Bây giờ đỡ thôi. Vâng. Các đây là anh của Hải à? À.
Ê, Hải gặp cô giáo đi, không chào cô à? Em chào cô. Em chào cô ạ. Đấy, lần sau gặp thì phải em chào cô nhá. Em vừa rồi thì cháu Lực cũng đã gửi cho chị rồi và chị cũng đã bớt được các bác ở đây thì cháu Lực mua rất là nhiều lần rồi. Thôi anh em mình đi vào đường này đi. Không thì anh em mình đi về nhà. Mâm bé. Chào cô, chào cô nhé. Sau một quá trình lựa quần áo thì bây giờ các em có cho mình là một bộ đồ mới được không á? Đây, ở đây thì từ đây ra kia thì cũng chẳng có gì gọi là đặc sắc thêm nữa. Khá là đồng rồi, có bác này. Có thể xuống ơi, đâu đây này. Đi xem là không bằng cho em nhưng mà những cái gì không? Ôi, hả? Thôi ngang gương, gương nha. À gừng gừng đúng không? Quên mất gừng rồi các bác, em xử là còn nhớ. Có ăn bánh không? Hải có ăn bánh không? Đây, Hải mua đi. Ăn đi. Mua mấy cái để túi đi. Nhặt cho anh 10 cái đi. Ý về là mấy anh em chia nhau ăn nhá. 80.000 một cái áo đấy là có thể là 50 đô cho anh bao nhiêu tiền đấy? Sản xuất tại Tiền Hải Thái Bình về phục vụ cho bà con nhà mình này cũng 39 đầu đấy, 39.000 cái ra. Này Bảy ơi, Sư anh em làm mỗi người một cái không? Có luôn đấy, từ luôn bánh rán. Bánh rán này là bà con đang tự làm các bác, cho nên là rất là giòn, rất là thơm. Hải ơi, đây Hiếu ơi, bánh rán không? Hiệp chặt gió bước ra đây. Này là 10 cái đúng không? Đây là thêm 3 cái nữa. Ôi Sứ, ăn đi. Bánh rán rất là giòn các bác, chiên rất là nhiều giòn, rất là nhiều giòn, nó mới giòn như thế. Có giấy nào không? 115.000 chọc nếp, hết giá, đất chân đến 5.000 thôi. Ngon không hả Bảy? Cái này 39.000 bà. Ngon không? Ngon đúng không? Nó nhỏ quá. Anh bao tiền đấy, cho anh còn đấy nào. Anh bao tiền đấy, 10, đây là 10 cái đúng không? 39.000 một thứ là bà con của bác nhà mình là muốn nhặt cái gì thì nhặt, mà muốn đốt muốn gì phải hỏi tiền. Lời đun bếp ra, lời đun bếp tường, dao thớt chảy muối mâm siêu xong rồi cao chậu em thành ý đồ đóng giảm giá là cái 39.000 đồng. Lời đun bếp ra, lời đun bếp tường, di vị để đi cái gì 39.000. Chậu nhôm chậu lắc đào đấy 130.000 một cái đâu chị gái nhá, 130.000 đôi anh trai. 130.000 một chân. Ăn đi em. Cái chân này có 5.000 một đôi. 5.000 một đôi, chân là quá rẻ rồi. Xem vỏ mái lên. Cái còn rất là nhiều cái cần phải mua các bác. Có thể là hôm nay sẽ hơi sơ suất một chút các bác ạ. À. Tại vì là không nhớ ấy. Cho anh cơm à? Mình có thắng cua màu. Lihat, lihat.
Đấy, vừa rồi thì Trấn Lực cũng đã đưa các em là đi mua quần áo về rồi cô bác ạ. Đấy. Và hôm nay thì Trấn Lực xin được gửi một lời cảm ơn tới hai chị Nguyệt Thúy. Thì mà một lần nữa cảm ơn chị rất là nhiều. Ở đây là cái phần quà mà hai chị Nguyệt Thúy là gửi tặng cho hai anh em là trước cái tân gia cô bác. Mấy nữa để vào tân gia thì có thể là các em mặc những cái bộ quần áo này cô bác ạ. Nhà em sửa thì hiện tại là còn độ tầm 10% nữa. Thì là ngôi nhà của ba ông cháu thì cũng đã hoàn thiện rồi cô bác. Ngôi nhà hoàn thiện lần đầu. Ngôi nhà được xây dựng bởi những cái viên gạch mà lần đầu tiên ở trên kênh bản em cô bác ạ. Xin cảm ơn cô bác anh chị rất là nhiều trong thời gian qua đã luôn luôn đồng hành cùng kênh bản em. Còn bây giờ thì hai anh em gửi một lời cảm ơn tới chị Nguyệt Thúy nhé. Con cảm ơn bà Nguyệt với bà Thúy đã gửi tiền về cho hai anh em để đi mua quần áo. Con rất vui và con chúc bà cùng gia đình thành công sức khỏe và thành công trong công việc. À, bây giờ thì đến lượt là anh Sử nhé. Con cảm ơn hai bà đã gửi tiền mua cậu quần áo cho ba ông cháu. Con chúc bà thật nhiều sức khỏe, luôn thành công cho công việc ạ. Còn cái thức phim này thì cũng khá là dài rồi các bác ạ. Chắc là Trấn Lực cũng xin được chia sẻ tới đây thôi các bác. Và hẹn gặp lại quý ông bà, cô chú, anh chị ở những sóng tiếp theo trên kênh bản em. Xin chào các bác. Chào Hải, chào tạm biệt quý ông bà, cô chú, anh chị. Chào sự, chào tạm biệt quý ông bà, cô chú, anh chị.